gai cuộc sống nói là chỉ truy cổ chữ, chỉ truy cổ chữ, chỉ truy cổ chữ là gai cuộc sống hay ha. Ok. Mama, mẹ tôi nói rồi. Đói rồi hả? Đói bưng hộp đi chi vậy? Định vẽ ha, con định vẽ gì đây? Một đống hộp luôn cô chú ơi. Vẽ cái này. Rồi, giờ đi nấu cơm nha. Đói bụng rồi phải không? Mẹ cũng dịch xong rồi, đi nấu cơm ăn. Alo cô chú ơi, đi nấu cơm ăn. Bỏ điện thoại xuống được rồi, đi nấu cơm ăn đói bụng rồi. Ấy, đi nấu cơm ăn cô chú ơi. Qua đây. Nhà chật thì mát. Hi, Vân xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài. Hello cả nhà ơi. Làm việc xong rồi, bây giờ mấy tôi đói bụng rồi, Vân cũng đói bụng rồi. Hai mẹ con chuẩn bị nấu cơm ăn cả nhà ơi. Bây giờ Vân vào bếp nấu cơm đây. Mời cả nhà cùng vào bếp với Vân nha. Hai cả nhà ơi, mình chỉ có một mớ đồ này. Đây là cá giò viên. Này cũng thịt giò viên thôi chứ không phải là cá. Này thịt nạc giò viên giống như là chả. Một ít thịt này mình đem coi mình chế biến món gì ăn. Cái này là cái củ gì giống như là cái sừng trâu á cả nhà. Củ ấu á. Củ ấu người ta lục vỏ sẵn rồi. Một chén củ ấu. Lại tỏi với hành, Vân lấy một mớ ra rồi mình chuẩn bị coi xào nấu gì. Ở đây Vân đang ngâm rửa một trái bầu nhỏ nhỏ, hai mẹ con ăn nhiêu đầy đủ rồi, trái bầu nhỏ nhỏ. Và một ít nấm mỡ. Nấm mỡ các bạn có tên khác không? Thì Vân nghe thấy là nấm mỡ, còn các bạn có tên khác thì cũng được ha. Nói chung bên này gọi là cái gì cu quên rồi. Bên này gọi là nhớ không ra thôi, đầu óc giờ này nó hay quên quá. Gọi là nấm mỡ, tiếng Việt mình gọi là nấm mỡ đi ha. Không biết cái cu gì nữa. Không biết cu gì luôn. Cu gì quên rồi. Bên này người ta gọi là cu gì đó. Xim bao cu là cái nấm đùi gà. Đó, này để Vân rửa cho sạch rồi Vân làm ha cả nhà ha. Ok. Này cho phải rửa cho sạch, rửa mấy nước lại. Nhìn dưới này nó dơ nè. Ok. Hai cả nhà, bây giờ trước tiên Vân gọt cái bầu này ra đã. Rồi trái bầu này ra lát nữa mình nấu cả nhà ơi. Con định nấu canh được rồi, định đem xào với lại tôm khô. Mà thôi hai mẹ con là nấu đơn giản được rồi. Không nấu nhiều cầu kỳ. Nấu chừng hai món, món canh, món kho mặn mặn về được rồi. Khỏi cần nấu cầu kỳ. Giờ Vân sẽ sắt ra. Bây giờ thì Vân sắc cái nấm mỡ này ra ha cả nhà. Sắc nhỏ nhỏ ra, lát nữa mình đem đi kho với thịt. Cái nấm này ăn rất là bổ, cho nên là kho với thịt làm chan lên cơm ăn rất là ngon. Hoặc là chan lên kẹp lên bánh mì rồi đó cả nhà. Bánh mì sandwich rồi đó. Kẹp vô bánh mì hoặc bánh mì sandwich đều được hết. Chấm bánh mì sandwich cũng rất là ngon. Nói chung cái món này là mình kho, mình để dành, mình múc chén ra, mình chấm cái gì cũng rất là ngon cả nhà. Rồi giờ Vân sắc ha.
snack thì tao hỏi. Để cứ đưa cho mẹ. Ngon không? Ai kêu con ạ? Con ăn ngon không? Ai kêu con? Mày quan xí. Hai cả nhà ơi, Vân thắng được một miếng mỡ, Vân cho vào đây một ít tỏi cả nhà. Cho vào đây một ít tỏi xào và thơm nữa. Hồi nãy cái miếng thịt đó có mỡ, cho nên là có một ít mỡ thắng ra được một tí mỡ. Mình khỏi sử dụng mỡ, mình khỏi dùng dầu ăn ở nhà nữa. Như đây là có được nhiều mỡ rồi cả nhà. Ui thơm rồi. Mình sẽ xào cái thịt này lên ha cả nhà. Bầu và cà rốt vào luôn. Mình sẽ nấu một nồi canh. Cho miếng tiêu, miếng hành lá,
Ok. Xong rồi cả nhà ơi, đợi nồi canh nữa là có thể ăn cơm được rồi. Cô chú, các bạn, ông bà cô chú ăn với con nha. Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Tôi ăn thử đúng cái này. Cô rộng sư, chào mình xin bà cho cơ phần nào cô làm. Từ. Không, mẹ làm cho, mẹ làm cho. Nóng rồi, bà thân bạc hại. Để mẹ làm cho. Nóng à, nóng lắm, không cần lấy ra. Cái này là con nghêu. Con nghêu màu vàng á cả nhà. Con nghêu màu vàng mà người ta làm. Hoa xài. Con nghêu màu vàng người ta làm sống cả nhà. Người ta làm sống kiểu như là người ta làm cho nó mở miệng. Bỏ trong vô cái tủ lạnh cho người ta làm cho nó mở miệng á cả nhà. Là làm sống luôn. Nghêu ướp tương. Cái nước này chan cơm ăn ngon lắm. Cay cay ngọt ngọt. Sao con không ngồi đi, con chạy qua đây làm gì? Cay ngọt ngọt. Không thèm nha. Rồi cả nhà ơi, mời cả nhà cùng ăn cơm với mẹ con luôn nha. Cay ngọt ngọt. Cay ngọt. Cái này, chàng cái này, cay ngọt ngọt. Rồi con ăn cái này nha. Cô ăn cái này nha. Cái đó sống đó, nó sù sụ đó. Cái đó sống. Cái này sao, hôm qua với tôi có cho ăn cơm á cả nhà. Con lấy một miếng, con bỏ vô đây con ăn thử coi. Con dứt một miếng qua ăn cơm thử coi. Nóng à, thổi cơm đi, cơm nóng lắm á. Ngon quá. Béo. Của mẹ muốn chan cái nước canh, nước con hến đó cả nhà. Nước con hến sống không cho ba ăn mà ba muốn cứ muốn chan không à. Rồi con muốn chan, con chan đi. Mời cả nhà cùng ăn cơm với mẹ con với ạ. Rớt, đeo cái này cho nó lớn tiếng tí xíu. Rồi để xa. Cái đó sống à, dám ăn không? Ừ. Chảy người mẹ kìa. Rồi con bưng cái này qua bên này. Đây là cái nghêu sống cả nhà.我有一个宿舍旁边那个，可是谁都不能进去了，也不准看，知道吗？只有有那种有卡的人才能进去，不过谁都不知道我的卡，就被他看到。他逼一下，可是只有我知道逼的在哪里，谁都不准看。你干嘛？也太大了吧！我想吃一口看看。哦，那我干小小口。cay, ăn cái này đỡ cay hơn cái đó cay dữ lắm luôn á. Mà tự nhiên muốn ăn ớt vậy? Thì ăn thử. Ngon. Ngon.Múc cơm ăn, không có nước, múc cơm ăn. Thôi đừng ăn nữa. Cay đó, không có đùa đâu nghe. Nó giỡn thôi nha. Cái con này nay nó giỡn trò hề không mà ta. Ai biểu, đã giận rồi mà chơi cái trò kỳ cục. Đã nó cay rồi mà chơi cái trò kỳ. Múc cơm ăn mới hết cay. Múc cơm ăn mới hết cay được. Hết chuyện rồi, có biểu con không? Làm tròn mà. Ôi trời ơi luôn. Không được. Ăn nhiều cơm vô. Ăn cơm nóng. Uống nước đi.
uống nước vô là no hết ăn cơm luôn. Mẹ đã bảo rồi, sao ai biểu khờ lắm trò kỳ cục à? Ai biểu khờ mốt không được vậy nữa nha, không dám ăn thì đừng có ăn. Cay, mẹ có dặn là cay không? Ai biểu mình chơi trò kỳ vậy? Ăn cơm mà nó hết à? Con uống bao nhiêu nước cũng không hết được đâu. Ngồi xuống, ngồi xuống. Đã dặn từ đầu rồi mà chơi trò kỳ kỳ cục. Ngồi xuống. Bỏ cái tập. Tại sao mẹ nói không chịu nghe? Diễn gì vậy? Hả? À? Mẹ biểu con ớt không? Nóng rồi bỏ ra. Nóng rồi ra mà thôi. Lần sau không được vậy nhau. Không dám ăn thì đừng ăn. Không chơi trò đó. Chuyện nào lớn rồi dám ăn thì hả ăn. Giờ chưa dám ăn thì đừng có ăn. Biết không? Chơi trò kỳ cục. Đã dặn rồi mà cùng cùng với thử. Thôi thử, thử một cái nhớ đời chưa? Sao còn dám ăn nữa không? Ăn nữa không? Không rồi không? Nhớ nghe không? Hình la rồi. À thì mẹ đã nói là hình la rồi. Cái gì cũng muốn thử cho biết ra đời. Nể chưa? Nể đời chưa? Nể chưa? Anh muốn thử. Không, cái là cân lạ. Hụn từ kênh là màu đỏ, nó đỏ, nó còn cay hơn nữa. Màu xanh nó chưa có chín mấy, nó đỡ, nó không có cay bằng cái màu đỏ nó còn cay dữ nữa. Biết không? Là quảng sơ này. Cái mấy cái trái màu đỏ, màu vàng vàng kia là không phải ớt, cái đó là ớt chuông không sao. Cái đó là ớt chuông không sao. Biết không? Không dám ăn thì bị đập. Là thử cái đầu tiên nó đỡ cay, cái đầu trên nó không có cay. Cái này ngon. Ừ, ngon thì ăn nhiều vô, chứ ngồi uống hai ly nước vô là cơm bỏ luôn á. Cái ngon, cái đầu ngon người ta dặn thì cho ăn. Rau đây nè. Đợi thì mình hen, giờ muốn ăn thì ăn đi, đợi gì ngày mai. Khờ ơi là khờ, con nhà ai đâu mà nó khờ, thấy sợ luôn. Con nhà ai đâu có lụm thùng rác về hay sao hả? Con nhà ai mà nó thừa. Ăn từ từ là nó hết cay à. Nó không thể hết cay một lần được, nó phải từ từ nó mới hết. Uống nước nó không hết, trừ phải uống sữa. Uống sữa tươi á, mà nhà có sữa tươi đâu. Sữa tươi là gì? Sen nài. Uống sen nài vô, hoặc là uống sữa chua vô á. Nó màu, nó màu hết. Vô lô rượu. Học tiếng Việt đi cô ơi, có lúc nào cũng lại gì lại gì. Không, tủ lạnh không có. Coi gì nữa, không có đâu mà coi. Coi nha. Đã nói không có còn coi. Ăn cơm. Hả? Mẹ nói mà không khi nào nghe mẹ hết. Thôi mà ăn cái nhỏ à. Học xem á. Ăn chưa lớn còn cay cỡ nào? Này thì chưa hồng chưa. Mẹ ăn quen rồi, con có ăn quen đâu. Chân hai chưa. Chân có lôi thang một chút bà. Ăn đàng hoàng không có rớt. Múc ăn. Cay. Múc ăn rồi. Giống nhụm 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 nhụm. Cái này nha. Ây da. Cái này nha. Ngon ngon. Con nó
Hai biểu không? Sai giá thì mới dùng hồi lại. Sai giá thì mới dùng hồi lại. Từ từ. Từ từ nó mới hết. Muốn ngắt nữa hả? Ê! Ôi trời, Chị sợ, ngon quá. Như thế rồi ác sư rồi. Sạc quá. Cái này cho ăn cơm ngon á. Thật sự rất là ngon luôn. Nó ăn cái này. Cái này à, đúng đúng đúng. Tôi muốn ăn. Muốn ăn, có nấm có đồ nè. Ăn nấm được luôn. Cái này dạ chấm bánh mì. Chấm bánh mì sandwich ở bánh mì không á. Bánh mì không về bỏ bánh mì không ăn cũng được. Hoặc chấm bánh mì rất là ngon. Có biết không? Rồi banh miên đổ thành mì. Con luộc mì vàng. Cái này ngon không? Ngon. Con luộc mì vàng, con luộc xong rồi con bỏ cái đó lên trên cái mì á, trộn trộn lên, ăn cũng rất là ngon. Nó chưa cười. Ăn xong rồi uống canh. Ngon. Ngon. Quá say, thay tôi luôn mà. Ăn được rồi. Ngon quá. Cái con này cũng rất là dễ làm cả nhà. Cái con này mua về sạch ngâm cho nó ra hết cái cát đi. Nó sủi tao đi à? Khoan dám ăn không? Dám không? Thôi đừng ăn này. Xin hỏi này cô mình cài. Ngâm cho nó hết cát đi. Sau đó bỏ vô bịch. Bỏ vô bịch. Cua đi. Rửa nó sạch xong rồi bỏ vô bịch. Bỏ vô bịch quấn nó lại cho chặt lại. Bỏ lên ngăn đá tủ lạnh. Bạn bỏ lừng tông á, bỏ lên đá để cho nó nở cái bỏ hai đêm. Nếu mà nó nở nhanh thì một ngày một dạ, đêm dạng hoàng xăng không? Không thì để 2 ngày cho nó nở ra. Nó nở ra sau đó mình lấy xuống mình tỏi, từ từ chứa tỏi ớt rượu. Tỏi ớt rượu cho khá vô, rượu một chầu miếng vô đựng nhiều quá nó nồng. Tỏi ớt rượu với lại bên đài người ta ngâm củ cải với lại củ cải người ta làm ngâm muối á cả nhà. Củ cải với lại ở bên đài mỗi mùa cải vào mùa đông họ thường ở dưới quê họ thường ngâm cái củ cải trắng với lại tàu xì mà loại tàu xì trắng tàu xì khô á. Ta ngâm một lớp củ cải, một lớp muối hột, một lớp tàu xì á, ngâm cho tới khi nó ra nước chứ làm nước mắm nhỉ vậy đó. Họ lấy củ cải đó và là cái nước của cái củ cải đó để ngâm cái này. Thì ngâm cái này. Bỏ vào trong này trộn, sau đó bỏ vào tủ lạnh. Bỏ vào tủ lạnh qua một ngày sau là nó ngấm gia vị là ăn được rồi. Họ làm như vậy đó. Ngày xưa mẹ chồng Vân làm, có làm cho Vân ăn và Vân biết cách làm như vậy. Nay thì Vân mua chứ không phải Vân làm. Rất là ngon, Vân rất là thèm cái món này tại ngày xưa. Chị dùng đó. Cái này chua thêm mày thôi. Tôi muốn ăn một cái thứ. Cũng muốn ăn một cái thử không? Cay không? Không có cay. Nhưng mà nó sống chứ không phải không chín. Cũng ăn gì? Rồi mẹ cho con ăn một cái thử. Con nhất định phải ăn với cơm nha. Nó phải xem xì hộp ra. Nó vậy cả nhà. Mở ra nó sẽ như vậy. Rất là đầy nước trong này. Rồi ăn là cơm tương. Rồi Con hến con rồi đau chèo. Còn hến ngâm tương. Ngon quá. Ngon không? Ngon cơ khổ qua mời thầy ra. Ấy thêm miếng cơm đi. Để nó cay á, tại vì có ớt trong này mà. Ớt với tỏi. Có nhiều con nó chưa có mở miệng, phải ngồi tắt. Phải ngồi tắt ra như này cả nhà.
tại nó chưa có mở miệng á, ngâm trong đường đá rồi á, cho nó mở miệng mà nó chưa có mở miệng, nhiều lúc nó hút nước á. Uống gì? Uống nước. Uống cái này, uống canh. Uống canh. Ăn hết cơm đi rồi mày lấy cuốc canh. Uống một cục. Hả? Uống một cục. Uống một cục canh mà một cục. Canh đâu mà một cục. Ừ. Không được vậy. Ừ. Nóng nha, khỏi nha. Rồi muốn hết cơm ăn đi. Muốn hết cơm ăn. Tôi muốn canh. Mà ơi, tôi thích thịt, tôi ăn thịt. Tôi thích thịt, ăn thịt. Tôi ăn thịt đi. Thích thịt thì ăn thịt. Bưng cái chén thôi. Không có ngồi, có phải đọc bảo rồi. Ngon hả? Chứ mà quên. Em đeo cái này vô. Quên đi tay là gì? Quên đeo. Tháo xuống quên đeo. Quên đi tay là gì? Quên đeo cái này vô. Mà nó quên đi tay là gì? À, biết rồi. Sắp hết rồi, hết đi. Hết thì rồi uống canh ha. Ăn thử củ này không? Củ ấu. Còn mà ngon quá. Ngon quá. Nhìn nó điện qua qua rồi. Sao sao hoa xinh vậy không? Rất khỏe. Được. Không ăn nữa. Uống canh. Ăn củ ấu mà không dám ăn. Củ ấu ngon mà. Mẹ ăn là gì? Khổ qua hả? Ừ, không phải khổ qua. Không muốn ăn này hả? Cái này không phải khổ qua, cái này là bầu. Bầu bầu là gì? Khổ qua, con nãy mẹ với con đi mua đó. Cái trái đó đó. Bỏ cái tay xuống. Ai ăn nó dính răng lắc nữa, lấy tính sau cứ lấy tay bóc chi. Đấy, lau nè. Ăn cho hết cơm nha. Ăn bạo rồi. Ăn bạo rồi hả? Ăn bạo rồi. Cái mặt. Lau cái miệng đi. Vút hai cái tóc qua hai bên. Lát nữa đi tắm. À. Chưa tắm nè. Sư bạn xin đi ra đi xỉ. Ừ, ăn no tiếng rồi mới tắm, đâu có tắm liền đâu. Ừ. Giờ phải ba ông bà cô chú nè. Ba ông bà cô chú, ba ông bà các bà, ba ba cô chú, ba ba các bác. Xin bao ông bà ăn chan. Cùng với tôi sẽ cảm ơn các bạn. Hôm nay tiếp tục ba ba. Xin hãy để bình đạo chỉ ăn chan. Hôm nay tiếp tục. Đừng quên của mình bình ảnh phim. Bye bye. Hello cả nhà ơi. Hello cả nhà. Hôm nay hello cô chú ơi. Ừ. Cái video clip hôm nay cũng khá là dài này cả nhà. Dạ rồi cô chú ơi, chị bao mà ăn chân đi không? Hai mẹ con xin phép được dừng clip lại tại đây ha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Mẹ hay chờ mà. Mẹ ổn lắm hả? Ừ. Rồi ăn đi. Ừ, ok.